Nó chỉ nó chưa được 0,1 mạch của sinh vật trên da, rất là thấp, không của nó chỉ tiêu chuẩn. Em có thể ngồi đây làm việc với 10 chấm, 10 chấm vì nó là tới hạn cho phép, cho phép của theo quy định. Nhưng mà đây của anh là không đo, ví dụ như là nó làm biểu thị trên đây thì đúng không? Nó nếu như chia trung bình ra mà một ngày làm việc 8 tiếng, một tuần làm việc 4 ngày từ thứ hai đến thứ sáu, mà một năm làm việc liên tục tất cả các tuần chỉ nghỉ 2 tuần thì tổng thời gian làm việc nó rơi vào khoảng 2.000 giờ. 2.000 giờ cứ cho là máy phát này nó phát liên tục mà không nghỉ một tí nào đi, thì với mấy cái mức liều cho phép là 20 mSv trên một năm, trung bình trong 5 năm 20 mSv trên một năm, 20 mSv tương đương em học an toàn sản rồi đúng không? 20 mSv thì bằng 20.000 microsievert đúng không? Đây là tổng liều cho phép đúng không? Không được học. Thế có hiểu là hai giới hạn cho phép là 20 mSv trên một năm tương đương với 20.000 microsievert. Mà chia thì anh chia trung bình là 2.000 giờ làm việc đúng không? Đúng không? 20.000 chia cho 2.000 bằng 10 đúng không? 10 microsievert trên giờ. Con máy này nó hiển thị là microsievert trên giờ đúng không? Ở đây hiện tại là 0.04. Nó chỉ là tương đương với không của môi trường ở đây thôi. Môi trường ở đây khá sạch về phóng xạ. Anh không nói sạch về cái gì khác mà sạch về phóng xạ, những cái lót nhựa này các thứ là những cái tia beta, cái thứ này là thậm chí những tia ra ngoài nếu mà đo khá là không, môi trường đấy khá sạch. Vì có những nơi với cái máy này đo nó lên sẽ lên đến 0,1 hoặc 0,2 là chuyện bình thường, nhưng ở đây gần như là không, môi trường cực thấp. Nó ở đâu ở dưới lòng mặt đất luôn luôn có phóng xạ bắn lên mà, là phóng xạ đi luôn thì các bạn phóng xạ nó bắn lên, chứ không phải là cứ có máy phát tín hiệu ra là không có. Ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này đều có tia phóng xạ tự nhiên, thậm chí ở trong châu Phi có những nơi nó lên đến 10 mét vuông xi măng thì nào, hiểu không? Đó, những cái nơi vùng núi mà có cái quặng cũng ra lên nhiều. Thế thì nó cho phép em làm việc với cái suất nhiều của nhân viên là tối đa là 10 mét vuông xi măng trên da, với điều kiện là máy phát thì phát liên tục. Nhưng máy này nó có phát liên tục đâu, đúng không? Đấy là giới hạn cho phép. Thế nhưng mà vẫn phải giám sát và hiểu về an toàn bức xạ, vì bức xạ ion hóa nó có một cái định luật xác suất. Xác suất có nghĩa là với 1.000.000 người mà bị chiếu nhiều hay cao không biết, thì có thể nó sẽ rơi, nó sẽ có một vài người sẽ chết vì bức xạ, mà có thể vài triệu người có một người, nhưng mà không, nó không, nó sẽ không nhằm vào cái người có chiếu cái người ta, mà nó nhằm ngẫu nhiên. Đấy. Nhưng mà càng, nhưng mà càng chiếu nhiều thì xác suất càng cao, càng xác suất bị càng cao. Nó có hai cái giảm, cả hai cái nguyên lý đó. Trên là mới phải giám sát là mình hạn chế. Nhưng mà ở đây thì gần như là nó bằng mức bằng phóng xạ môi trường rồi. Trên là khoảng nó nghĩ, không còn là nó nghĩ gì về máy này cả. Nhưng mà vẫn phải giám sát. Thì em bỏ máy ra thì cái chế là khi mà bỏ máy nó có cái cơ chế là interlock, cái cửa khóa này nó sẽ ngắt chứ. Và bây giờ có thể mở bằng tay được không? Không rồi, anh ấn. Mở. Ấn nút đấy. Đấy. Ấn thì nó sẽ phát ngắt tiếng đúng không? Ấn thì nó lại như thế này. Riêng cái máy này vào đây nhá, không có gì đâu. Tại vì đèn báo TX vẫn sáng đúng không? Có nghĩa là đầu phát TX nó vẫn chạy. Thế nhưng mà nó có một cái... Nó đang kích hoạt đâu. Đây này, cái này là starter open này nó... Thì nó có một cái cơ chế starter open bên dưới này.
nó che bắt đầu phát đi. Và hai nữa là cái dòng cực đại của nó bị, và dòng cực đại cũng như điện áp cực đại nó về chế độ standby rồi, standby gần như bằng không ấy, cho nên là nó không phát, gần như phát đi gần như bằng không. Đấy, cho nên là mở ra nó vẫn an toàn. Đấy là cái cơ chế của bảo vệ người sử dụng của cái máy. Chứ còn bình thường nếu chạy anh đóng cái khoang này, khả năng là máy nó sẽ kêu, nhưng mà khó mà ở đây nó hơi ồn nữa, khó nghe thấy máy đó ấy. Còn nếu mà đang chạy xong bảo ra là chắc chắn máy này nó sẽ lên. Anh làm thử rồi, có cần xem không? Nếu bây giờ anh để cái máy lại trong đấy đúng không? Ừ, là cho máy chạy xong. Thế là cái máy kia của anh nếu mà quá không với cái suất nhiều trong máy này nó không quá cao, không chết được máy đâu. Chạy đi. Chạy chưa? Mở ra nhá. Thì đấy, nếu mà shutter open này mà nó tắt thì nó an toàn rồi. Vâng. Thế thì anh mở làm gì? Cái không mở ra. Mở không mở được ra. Không mở được. Thế muốn xem nên máy nó hiển thị bao nhiêu phải mở ra, vì đây cái này nó kín quá không nghe thấy tiếng gì. À mà máy anh không đang không để chế độ kêu. Okay. Rồi rồi mở. Anh đang quay video đúng không? Ừ. Anh quay video ở máy này mà. Anh quay video ở máy kia đâu? Ừ, nhiêu thì phải mở ra xem. Cái máy kia của anh là nó đo, nó có lưu lại kết quả dài. Không. À, không. Mở ra xem nào. Em sao biết mở? Bấm nút này nó có mở được không? Anh ấn. Không ấn được, nó không cho ấn. Tắt thế, tắt đi. Tốt rồi mà. Đây, rồi, để chọn chế độ on rồi. Hai năm trước là bên em là sở an toàn nước phạm nhân. Ừ. Sở này, sở ừ. Công nghệ. Vào đây kiểm tra máy này. Vâng. Máy này có cái gì không? Ok, anh biết. Không, mà đo này này. Ờ, em đo này đi. Đo kiểm tra này này. À. Lên này. Lên này. Ừ. Nhưng mà nó rất là thấp. Lên này, đúng không? Chính xác. Có thể đây chỉ là không thôi. Không phải. Nào đo lại xem nào, ok. Anh cho cái vịt đưa cái đầu. Không hoặc là nó phát ra rất là yếu thôi. Nó kín quá không nghe thấy gì. Thử tắt đi nào. Mà nó không nhìn thấy.